Thưa quý vị, thời gian gần đây nhiều đường dây ma túy với số lượng lên đến cả tấn liên tục bị phát giác và triệt phá. Vào chiều qua 11 tháng 5, hàng trăm trinh sát Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp với Công an Bình Dương, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện và bắt giữ thêm nhóm tội phạm người Trung Quốc tàng trữ buôn bán nửa tấn ma túy tổng hợp trị giá hơn 500 tỷ đồng. Đây là lượng ma túy ketamin lớn nhất, giá trị cao nhất mà công an từng phát hiện và thu giữ. Theo đó, chiều ngày 11 tháng 5, khi lực lượng chức năng khám xét kho hàng tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, đã phát hiện 500 kg ketamin, loại ma túy hiếm nhất hiện nay trên thị trường và mức ảnh hưởng mạnh hơn nhiều lần so với các loại ma túy khác. Cùng thời điểm, cảnh sát cũng khám xét căn nhà trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, bắt ông trùm Lưu Minh Giang, 34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc và hai đàn em khác. Theo thông tin ban đầu của công an, Lưu Minh Giang chỉ đạo đàn em người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam thuê kho bãi ở huyện Bình Chánh. Sau đó, ma túy được vận chuyển từ nước ngoài về trên ô tô, tập kết tại kho hàng và đang chuẩn bị xuất đi nước thứ ba. Khi nó vận chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh, nó để trên một cái xe tải dạng như là đưa hàng hóa vào siêu thị. Thì nó để trước cửa siêu thị. Xong cái nhóm nhận là nhóm khác lại ra tự lái xe lại vận chuyển đi bước tiếp theo. Thủ đoạn nó rất là tinh vi mà đường nó rất dài, nên khiến cho anh em cán bộ chiến sĩ của lực lượng hải quan và trinh sát rất vất vả thì mới đeo bám được. Cũng theo Thiếu tướng Phan Văn Các, Cục trưởng C04, ketamin là loại ma túy của nhà giàu vì giá cao nhất trong các loại ma túy tổng hợp. Đây là chuyên án rất lớn, chưa từng có từ trước tới nay. Ma túy được tuồn từ nước ngoài vào Việt Nam qua hành trình gần 2.000 km. Các đối tượng thường xuyên thay đổi nơi ở, gây khó khăn cho công tác điều tra. Tuy nhiên, bằng sự phối hợp chặt chẽ, logic, khoa học, ban chuyên án đã triệt phá thành công đường dây này. Được biết, chuyên án này đã được xác lập từ năm 2018 và hiện vẫn đang được tiếp tục điều tra.